xuống nổi đuôi lên Ben. Lấy cái tay chuối xuống nổi cái đuôi lên càng lâu càng tốt. Tập về cho đôi tay khỏe và giữ thân bằng. Không giữ được cái người. Mai mốt mình sẽ bơi chuối đuôi cá. Vậy Ben làm đi, cầm này đi, quay tiêu. Các bạn đang xem là Tiêu Anh đang dạy lặn người cá cấp bằng quốc tế ở Mỹ chứng nhận cho bạn người cá Benjamin. Cho đến hôm nay, Tiêu Anh đã chính thức dạy bơi người cá ở Việt Nam được 9 tháng. Đã đào tạo ra gần 40 đệ tử người cá. Và cái bụng của Tiêu Anh cũng không còn 8 múi nữa, mà bây giờ nó là 1 múi luôn. Bởi vì sao? Tốn quá nhiều thời gian và sức khỏe mà Tiêu Anh không có thời gian để luyện tập riêng cho bản thân mình. Nhưng thu nhập thì chỉ đủ mua vé đi bơi và sinh hoạt vài bữa. Cũng không thể cứu được động vật nhiều như trước. Hôm nay chính thức phải nâng giá vì việc học lặn người cá ở nước ngoài là một nghề nghiệp. Cứ mỗi giờ đồng hồ sẽ kiếm được ít nhất 200 đô la. Còn Tiêu Anh dạy bơi người cá hiện tại cho các bạn rẻ hơn, mà mất cả tháng trời. Mấy bạn nhỏ ở Việt Nam, các bạn đi học bơi trễ quá. Thường những bạn đến học bơi với Tiêu Anh thì bơi căn bản quá yếu. Có nhiều bạn còn chưa biết bơi nữa. Bởi vậy cái khả năng chạm là biết bơi của Tiêu Anh không có thể phát huy hết tác dụng của nó. Nếu mà các bạn có cái nền tảng bơi lặn tốt rồi thì Tiêu Anh chỉ cần chạm vào một cái là các bạn thành siêu sao luôn. Còn bây giờ Tiêu Anh phải kèm cặp, sửa tay, sửa chân, cách thở. Mà cái việc ăn học bơi lặn của Tiêu Anh tốn mười mấy năm trời để trở thành tiên cá rất là tốn kém. Nên chắc chắn Tiêu Anh phải lấy giá cao hơn mới đủ sinh hoạt phí. Việc duy trì dạy bơi người cá miễn phí vẫn sẽ tiếp tục vào thứ bảy hàng tuần. Đó là một đặc ân mà Tiêu Anh dành cho tất cả mọi người, là ưu tiên cho những bạn mua đuôi tiên cá của thương hiệu Memento. Tiên cá biết tất cả. Đến sinh hoạt câu lạc bộ vào thứ bảy, tôi sẽ dạy bơi miễn phí về cách sử dụng đuôi tiên cá và kỹ thuật bơi người cá căn bản. Đặc biệt là vào ngày thứ bảy thì sẽ thường xuyên tổ chức sự kiện tặng quà, nên các bạn nào bơi lặn giỏi sẽ có cơ hội nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc rõ, giá học bơi người cá quốc tế level 1 của Tiêu Anh là 4 triệu dành cho những bạn đã biết bơi. Cái này là giá mới. Còn những bạn chưa biết bơi thì tôi sẽ giới thiệu chỗ học bơi uy tín của các kình ngư bơi lội đã từng học cho các bạn chỉ với giá 1 triệu rưỡi thôi. Còn nếu bạn chưa biết bơi mà vẫn dứt khoát học bơi với tiên cá Tiêu Anh thì chắc kèo luôn, 6 triệu đồng nha. Là chưa biết bơi mà học làm người cá luôn là giá đó, quá hợp lý mà đúng không? Mức giá này tôi cũng đã suy nghĩ đắn đo vì các bạn rồi. Nhưng mỗi lần nói ra cái giá quá rẻ thì mọi người đăng ký liền luôn. Mà tôi không biết cách sắp xếp thời gian như thế nào. Như người cá Benjamin, đại đệ tử của Tiêu Anh, có tố chất rất tốt, nên thời gian của Tiêu Anh bây giờ thật sự là để trao dồi, nâng cao kỹ năng cho các bạn người cá có tố chất tốt như vậy, để còn phát triển câu lạc bộ người cá khắp thế giới nữa. Còn đi biểu diễn quốc tế để kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và động vật, rồi còn quảng cáo quay phim đủ thứ nữa. Nếu mà cứ dạy bơi giá rẻ, lấy tiền lẻ tẻ không đủ làm gì cả, thì chắc tàn đời tiên cá sớm luôn quá các bạn ơi. Và trở thành đệ tử người cá của Tiêu Anh thì các bạn đã có rất nhiều quyền lợi rồi. Được tạo kênh YouTube và hỗ trợ để phát triển, như được chơi tặng quà vào thứ bảy nữa nè, được đi du lịch sinh hoạt chung với câu lạc bộ nè, được làm quen giao lưu với những bạn bè cùng sở thích của mình nè, mà toàn là những người cá tốt bụng, dễ thương, đáng yêu, xinh đẹp không à. Có rất nhiều điều hấp dẫn khi trở thành người cá của câu lạc bộ tiên cá Tiêu Anh, nên bảo đảm Tiêu Anh không dạy rẻ được nữa. Vì sự thật Tiêu Anh không có lời gì cả, tiền dạy cho gần 40 đệ tử hiện nay hầu như đem thả thú hết.